em. Vậy sáng giờ đi chơi cũng đi chơi rồi. Ừ. Shopping này cũng shop rồi. Ừ. Chơi thú nhúng này em cũng nhúng rồi. Mà anh chưa. Không ai. Em có món quà bất ngờ là muốn tặng anh không? Quỷ à. Đòi hỏi hả? Thôi được rồi. Tại vì dù sao bữa nay á, anh cũng đã dẫn em đi chơi hết nguyên ngày, cho nên em sẽ chuẩn bị cho anh một món quà bất ngờ. Rồi anh sẽ chuẩn bị tháo món quà đó ra nha. Ừ, anh tháo chứ. Không được đi đâu hết. Đợi em. Bất ngờ. Chuẩn bị tháo quà nha. Tháo quà. Khỏe, sẵn sàng chiến đấu. Bất ngờ, trời ơi giờ này đứa nào gọi điện vậy? Ơi, đèn đỏ còn 2 giây mà gọi cái gì? Tới giờ Tống Kim. Tống Kim phải có mặt tại chứ. Trời ơi, nhưng mà món quà bất ngờ. Trời ơi, chưa tháo quà nữa mà. Tống Kim tháo quà. Ôi, quà sắp tới rồi. Tống Kim, sao giờ ta? Em đã chuẩn bị món quà bất ngờ dành cho Honey rất là nhiều dây nhợ. Chuẩn bị tháo quà chứ Honey ơi. Ủa? Sao nói ở đây đợi tháo quà mà? Đi đâu rồi trời? Các anh chị là thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật? Thấy không? Nhân viên văn phòng gì đâu mà tối ngày làm việc riêng. Nhất là anh đó. Đứng lên. Anh đó. Thôi nhìn mỏi cổ anh ngồi xuống đi. Đi làm gì đâu mà lôi thôi lết hết. Đã xấu mày đặt để lâu. Em bắt chước sếp mà. Tôi là sếp. Tôi trả lương anh, tôi có quyền. Trừ lương. Cười gì mà cười. Tới cô nè. Làm 8 tiếng đồng hồ mà ngồi vẽ cái môi hết 7 tiếng rồi. Cái môi như miếng thịt bò vậy đó. Còn anh nữa. Con trai gì đâu mà vẽ chân mày. Trời ơi, biết lý do tại sao mà 100 cái viết gì tôi hết rồi. Vì anh đó. Trừ luôn. Các anh chị phải noi gương nhân viên này. Nhân viên này mới là nhân viên gương mẫu. Cần cù chịu khó. Chịu học hỏi. Chịu làm. Không có như mấy anh mấy chị. Lâu lâu có tăng ca có một lần nè. Mà làm việc không có hết mình, không có nhiệt tình. Làm việc cứ lình xình làm tôi rất là bực mình. Tôi bảo đảm với các anh chị, 9 giờ về là ảnh ở lại tới 9 giờ rưỡi ảnh về. Một chàng pháo tay cho ảnh. Có ai đâu vậy tại? Nó đâu vậy? Tới giờ Tống Kim. Chồng, anh đi làm về hả? Nay làm gì có mệt không? Mệt sao không? Châu bò nó không biết mệt. Em mệt đâu? Hả? Chân nè. Mỏi đi cả ngày, mỏi cũng chết. Còn đầu nữa không anh? Đầu, cái đầu à. Suy nghĩ nhiều. Tội nghiệp chồng em quá à. Nghĩa tay này. Anh, tay anh đếm tiền chắc mỏi lắm đúng không? Gì? Tiền đâu đếm trời. Khỏe lắm, tay khỏe lắm, không có tiền đếm Ok, tay khỏe ha. Vậy thôi anh tới đó xếp giùm em đống đồ đó đi. Đó đống đồ này kia kìa, quá trời đó. Xếp chị em ơi, mấy món mình mặc mình cũng bung ra à. Vậy thôi anh vô bếp á, anh rửa giùm em đống chén dưới đi. Hôm qua giờ mình ăn chửa rửa, là dắt luôn. Anh ăn đồ hộp không mà chén của mình em ăn à, em tự xử đi. Vậy thôi giờ anh làm anh đứng lên, anh quét giùm em nhà đi. Dơ quá trời kìa, bụi bặm lum hết trơn anh. Trời, mình xài thảm em ơi. Quét cái gì mà quét. Để vậy đi, mốt anh mua thảm mới lót đè lên luôn ha. Trời anh mệt lắm em ơi. Em cho anh nghỉ ngơi một cái đi. Làm cái ngày trời.
như là tới giờ tống kim rồi sao không ta? Đúng rồi đó em. Ừ, nhưng mà còn đóng đồ chưa xếp, chưa ủi chưa trơn á. Để đó anh xếp, để đó anh xếp. À, 2 phút thôi. Còn đóng chén trong nhà chưa ai rửa nữa anh, em rửa nửa tiếng đồng hồ á. Để đó anh. 1 phút. Còn nhà nhà cửa dơ quá, giờ em phải đi quét. Rồi nửa tiếng lận, nửa tiếng cho em xíu. Để đó anh, nửa phút. Nhưng mà giờ em đói bụng quá à. Sao ta? Để đó anh, 10 giây thôi. Anh làm được hết cho em anh. Nhanh lên anh, để hết. Bốn phút 59 giây. Chơi đi cưng. Võ Lâm Truyền Kỳ Mùa Bài, tung hoành võ lâm, sừng bá thiên hạ. Tải game ngay tại App Store và Google Play.